À rồi, phần 2 của mình sẽ qua một cái khái niệm đó gọi là cấu trúc điều khiển. À, cấu trúc không phải, xin lỗi, cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc rẽ nhánh. À, mã lệnh của chương trình của mình nó từ trên chạy xuống đúng không? Mà quý vị ngoài thấy ngoài đời không? Ngoài đời nó đâu phải cái nào nó cũng liên tục như vậy, nó sẽ có những cái bất ngờ xảy ra, nó làm cho mình chọn cái hướng đi khác nhau. Ví dụ sáng nay tôi có dự định đi chơi, vừa ló đầu ra trời mưa rồi xong đúng không, vậy nó phải rẽ cái ý định tôi đi một cái hướng khác không, ở nhà chứ sao vậy. À rồi, vậy là bên đây mình sẽ có một cấu trúc, mình nói ra là cấu trúc if. If là gì? Nếu đúng không, nói sao, nếu trời mưa, nếu sáng nay trời đẹp tôi đi chơi, ngược lại là trời mưa đó, ngược lại tôi ở nhà, phải không? Thì đó là cấu trúc điều kiện. Nếu đúng tôi làm cái chuyện gì đó, sai tôi làm một cái chuyện khác. Ok, không luật nó vậy. Thì cú pháp của nó như thế này: if mở ngoặc ra đưa vô một cái điều kiện, rồi dưới này mở nhọn, cái này khói nha, mở nhọn đóng nhọn những cái lệnh. À rồi, vậy nếu mà cái điều kiện này trúng thì cái khói này nó chạy, mà nếu mà điều kiện sai này, cái điều kiện này sai, cái khói này nó dẹp luôn. Nhớ tưởng không? À rồi, mình nói thí dụ. Rồi, if mở ngoặc ra đưa một cái điều kiện vô, rồi bên dưới này sẽ là lệnh. À đây là cú pháp. Đó. Rồi, hiểu chưa? Thì trong đây là cái điều kiện nè. Đó, điều kiện này trúng, lệnh nó chạy. Điều kiện này sai, lệnh này không chạy. Hiểu chưa? Rồi, thí dụ in A bằng 5 lại đi. Rồi, mình nhấn nhấn nè. Nếu A nhỏ hơn 0 thì tôi xuất ra. Mình viết một lệnh, mình sẽ có thể là không cần ngoặc. Rồi, A nhỏ hơn không à, gì ừ, nhỏ hơn không, hiểu chưa? Rồi cái gì chạy nè, cái gì coi cái lệnh này nó chạy hay không nha. A nhỏ hơn không, đúng hay sai? Sai, đâm ra chạy nó không lên gì chứ, kịch nó không lên gì chứ. Nhưng mà nếu mà chỗ này A là trừ 5 thì cái lệnh này nó lên nè, thấy chưa, chịu chưa? Rồi bây giờ sao, mình nói A nhỏ hơn không, rồi giờ mình xuất thêm câu nữa. Làm ơn nhập lớn hơn không dùng cái, ví dụ vậy. Ok không? Rồi bây giờ nha, đang là nhỏ hơn không rồi đúng không? Chạy nè, kịch A nhỏ hơn không, làm ơn nhập lớn hơn không dùm cái. Rồi giờ để thành số 5 đi, kết làm ơn nhập lớn hơn không dùm cái. Tôi 5 rồi mà còn bắt tôi, còn nói tôi nhỏ lớn hơn không gì nữa đúng không? Vậy quý vị thấy là sao, cái câu lệnh này nó có liên quan gì không? Câu lệnh này lúc nào cũng ra hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa cho nó là con của if. Rồi nghe nha, nếu mà sao if, nhớ là if là không có chấm phẩy chỗ này nha quý vị, các đại ca viết hay chấm phẩy đây đó mà. Cứ hết câu lệnh chấm phẩy làm ra if cái chấm phẩy luôn. If nó chưa hoàn chỉnh câu, nhưng mà văn nó mình văn nói vậy. Nếu tôi rảnh chấm, nó kỳ kỳ, nó chưa hoàn chỉnh câu, phải nói là nếu tôi rảnh thì tôi đi chơi chấm mới hợp lý đúng không? Đâm ra chỗ này nó chưa hoàn chỉnh câu đâu nha. Đâm ra chỗ này nhớ là không có chấm phẩy. Là chuyện thứ nhất. Chuyện hai là đằng sau if nếu có một lệnh thì mình khỏi mở ngoặc đóng ngoặc, nhưng mà nếu mà nhiều lệnh thì mình phải mở ngoặc đó đóng ngoặc, bao cái này vô trong đây nè, hợp lý không? Hợp lý ha. Ok không? Rồi, một lệnh thì không cần, nhưng mà nhiều lệnh thì mở ngoặc đóng ngoặc. Nhưng mà quý vị có thể tập cái thói quen là sao, một lệnh hay nhiều lệnh gì cứ mở ngoặc đóng ngoặc đi, chẳng chết ai, cho chắc cú á, chắc ăn. À đó, ở đây quý vị thích quý vị viết một lệnh thôi, nhưng mà kệ, cứ mở ngoặc đóng ngoặc đi, không
không làm gì nhau. Ok, chịu không? Rồi, chịu ha. Rồi, nhớ là quý vị để ý đây, tôi giật ra giật vô đàng hoàng, đẹp đẽ xinh xắn nha. Rồi, nếu mà này trúng thì mở mặt, quất mấy cái lệnh của nó vô, đóng mặt lại. Để vậy điều kiện này trúng thì nó chạy cái đám này. Còn điều kiện mà sai, cái đám này nó không được chạy. Ok, hiểu cái ý này chưa? Gì nha. Rồi. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình sẽ có trường hợp ngược lại. Cái này là trường hợp là theo kiểu là nếu tôi rảnh tôi đi chơi, nói hơi hơi thôi à. Còn ngược lại tôi không nói. Còn là không nói là không có trường hợp, tôi không nói cái đó. Nhưng mà giả sử nó có trường hợp ngược lại, đúng không? Nếu tôi rảnh thì tôi đi chơi, ngược lại tôi ở nhà. À, thì lúc đó mình sẽ có mình đề L. Chịu không? Rồi, dạ rồi. 5, nó ra. A lớn hơn 0. Rồi. Trừ 5. Nó ra. A nhỏ hơn 0. Rồi, hợp lý không? Hợp lý không? Hỏi đi quý vị ơi. Cắt cớ thắc mắc gì cứ hỏi thoải mái. Được chưa? Tôi ngắt ra đây ha, cho nó ngắn ngắn thôi, nhiều quá nó ấy. Ba